Xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in wifi, máy in không dây này với cái phần mềm Kiosk Việt Online nha các bạn. Thì cái phần mềm Kiosk Việt Online này nè, nó sẽ sử dụng miễn phí nha các bạn. Bên Kiosk Việt họ làm ra để cho chúng ta sử dụng miễn phí. Thì hôm nay á mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là kết nối cái máy in này với cái wifi ở nhà của các bạn để các bạn có thể in không dây nha. Thì cái máy in này in cái khổ giấy là K80 nha các bạn. Rồi, thì những bạn nào mà mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả nha, mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi nhà của các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn. Và một cái máy nè. Máy in X-Printer nè. Đây và cộng cáp sạc. Cáp để các bạn cắp nguồn nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy nha các bạn. Ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha. Các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha. Rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á, thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha. Hoặc là laptop á, còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái máy in. Đây các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối wifi thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái wifi cho cái máy in này nó kết nối với wifi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha. Mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Sau khi tải về các bạn được file nén như thế này ha. Các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Exact Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó. Đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha. Mình vào Set Net nè. Rồi ở đây các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái wifi á, các bạn vào trong cái điện thoại các bạn xem cái wifi của mình. Cái wifi mình đang sử dụng nè. Muốn in được là điện thoại mình kết nối wifi, máy in kết nối wifi, hai cái sử dụng một wifi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái wifi ở mình, ví dụ ở đây là mình cái Johnny Trần nè. Rồi mình vào chữ Y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè và cái default gateway nè. Ở trên này là các bạn thấy không, IP nè, IP address nè, network nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc .1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè. Ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là .0, .1, .2, .3. Bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi ok, thì bây giờ ở đằng sau này á thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á nó rất ít có cái thiết bị sử dụng tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn. Dưới đây là cái default gateway nè, cái network này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255, 255, 255. Các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, .1, các bạn đánh y chang luôn. Rồi, bây giờ các bạn
xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này SSID á là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi xuống đây á là Wi-Fi cây nè. Rồi các bạn nhập cái mật khẩu vào, các bạn nhập chính xác nha. Rồi ở cái mã hóa nè. Rồi ở cái mã hóa này á thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được. Nếu mà các bạn để nguyên á, nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BA2 nè, Keep AS nè, BS gì nè. Đó cái chỗ này nè các bạn đấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Setting On nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè. Đó, các bạn chờ xíu nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Để mình hướng dẫn các bạn bấm in test luôn nha. Ra cái tờ in test nó sẽ có tất cả các thông tin mà nãy giờ các bạn cấu hình. Ok, bây giờ bên hông là các bạn, nó sẽ có một cái bên hông nè. Bây giờ mình rút cái cáp USB ra đi. Rồi bên hông là có nút tắt nè, các bạn bấm tắt đi. Rồi các bạn bấm giữ nút fit nè, bấm và giữ nha. Rồi mở nguồn lên, cái đèn đỏ đây nó chớp cái nó tắt, các bạn buông ra. Rồi buông ra. Cái máy này thì nó tự động cắt giấy luôn nha các bạn. Đây, cái thông tin mình cấu hình nè, địa chỉ IP nè, 192.168.1.250. Cái địa chỉ này các bạn sẽ nhập vô trong cái phần mềm để các bạn in nha. Đây, Netmask Gateway và cái tên Wi-Fi nè, và cái password Wi-Fi nó sẽ giấu nè. Đó, ok. Ok, thì sau khi mà các bạn đã nhờ bên shop cài đặt cái Wi-Fi cho cái máy in rồi á, thì bên shop mình có để một cái tờ giấy ở trong cái hộp khay giấy nha. Các bạn mở khay giấy ra để các bạn lấy cái tờ giấy, hoặc là các bạn có thể in ra cái tờ giấy in test đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Thì bên này có công tắc nguồn nè, các bạn bấm tắt đi ha. Rồi các bạn bấm giữ nút fit nè. Rồi các bạn bấm mở nguồn, đèn đỏ nó chớp một cái nó tắt là các bạn buông cái nút fit ra. Rồi các bạn buông ra nè. Rồi cái máy in này nó tự cắt giấy cho các bạn nha. Rồi đây là cái địa chỉ IP nè, Wi-Fi IP nè, 192.168.1.254 nè. Các bạn nhập cái địa chỉ IP này vào trong cái phần mềm để các bạn in cái file hóa đơn nha. Đây là cái tên Wi-Fi, cái badge Wi-Fi của các bạn được ẩn nè. Rồi bây giờ chúng ta cài cái phần mềm Kiosk Việt Online vào này nha các bạn. Các bạn vào CH Play hoặc App Store, các bạn cài cái phần mềm Kiosk Việt Online vào. Rồi sau đó các bạn đăng ký cái tài khoản nha. Thì sau đó các bạn được cái giao diện như thế này ha. Thì đối với cái phần mềm mà Kiosk Việt Online này á, nó sử dụng miễn phí thì chắc chắn là không thể nào mà nó đầy đủ cái chức năng như là cái phần mềm mà trả phí được nha các bạn. Nhưng mà nó vẫn được in cái hóa đơn nè, rồi tổng cộng cái thu chi của các bạn, rồi hàng hóa của bạn, xử lý đơn, đồ những cái chức năng căn bản thì nó sẽ có nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ để kết nối với cái máy in này á, thì các bạn vào chỗ nhiều hơn nè. Rồi bây giờ các bạn thiết lập ứng dụng, rồi cài đặt máy in. Rồi mặc định á, chỗ này nó sẽ tắt nè các bạn, các bạn bật lên ha. Rồi các bạn vào máy in, chỗ này mình đã kết nối sẵn nè. Rồi mình xóa. Rồi bây giờ các bạn vào chỗ cái dấu cộng nè, các bạn chọn module, các bạn chọn module đầu nha các bạn, tại vì không có cái module của máy in mình. Rồi bây giờ các bạn nhập địa chỉ IP vào, cái địa chỉ IP nãy mình chỉ các bạn á. Rồi tên máy in, rồi các bạn bấm in thử cái nè. Rồi đây các bạn ha, màu mực rất là sắc nét luôn, đẹp luôn nè các bạn. Đây khổ giấy rất là bự nè, Kiosk Việt Online nè, miễn phí. Rồi bây giờ mình lưu lại nè, sau đó mình ra ngoài mình in thử nè. Rồi các bạn tạo thử một cái đơn ha, một cái đơn thanh toán hoàn thành.
Rồi in hóa đơn. Rồi ok các bạn ha, thì máy in rất là đẹp và nhanh luôn nha các bạn. Ok thì cái đường link mình sẽ để bên dưới phần miêu tả nha. Những bạn nào muốn mua máy in đó thì các bạn xuống mô tả, các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.